Thì anh có cái clip giới thiệu công ty cho mọi người biết. Nên là anh muốn giới thiệu về công ty của mình một chút. TTJ với định hướng là sẽ làm ra mở rộng thị trường của các công ty nước ngoài và đặc biệt là các công ty Nhật Bản là đối tác mà anh muốn nhắm hướng tới. Và TTJ đã từng hợp tác và đang hợp tác với một đối tác Nhật Bản nữa, đó là Manushin. Ngoài ra thì TTJ phát triển thêm các bạn hàng người Đức, người Hàn và người Đài Loan. Với định hướng như vậy thì muốn có một cái nơi mà để giao thương cũng như là để chia sẻ kinh nghiệm cũng như học hỏi. Đầu tiên là từ học hỏi là rất là chính xác, và muốn mọi người có một cái định hướng xem chúng ta sẽ phát triển như nào, tại vì khối doanh nghiệp nhỏ và vừa thì cái sức cạnh tranh nó rất là yếu, nên mình muốn rất muốn là chúng ta thành một đội để mỗi người mặt một có những mặt mạch khác nhau cũng như là ý tưởng khác nhau, thì để xây dựng lên một nhóm có thể làm những việc mà mình làm được xa hơn. Nói hơn thì anh xin giới thiệu về công ty mình một chút. Nhất là TTJ đã thành lập ngày 30 tháng 11 năm 2018. Lĩnh vực chủ yếu là sẽ là kinh doanh và sản xuất hàng cơ khí và kinh doanh vận tải cũng như xuất nhập khẩu. Thì với định hướng là mở rộng thị trường cũng như là đội ngũ nhân viên, thì TTJ qua những cái năm tháng mà cũng có những sự hợp tác cũng khá là bền vững với các công ty nước ngoài, đó là công ty của Đức, của Nhật, của Hàn và Đài Loan. Nhưng với qua hai mùa Covid thì cái thị trường gần như nó đang bị thu nhỏ rất nhiều. Những trang thiết bị đã đầu tư nhưng mà bạn hàng cũng co lại, nên là rất muốn là khi vào nhóm thì cũng muốn là các bạn có những đối tác, có những cái doanh nghiệp nước ngoài, muốn tìm những cái công ty mà có định hướng rất rõ ràng về mặt bạn hàng quốc tế để tìm được đến mình và mình tìm đến được họ người ta, rất mong mọi người chia sẻ. Về mặt mạnh của TTJ là một đội ngũ cực kỳ năng động và sáng tạo, sẵn sàng có thể vươn ra được các nước
ngoài hoặc là các đối tác nước ngoài để đem được khả năng của mình giới thiệu ra và khẳng định được cái chất lượng đi lên hàng đầu. Như quan điểm là làm đâu chắc đó, không làm rộng nhưng mà làm đủ và làm đạt được chất lượng khi xuất ra thị trường. Nhưng mà về mặt thị trường thì TDJ cũng đang muốn mở rộng thêm là mặt các mặt hàng mà liên quan máy tiện, máy dập, máy mài, máy phay. Thì về công suất thì TDJ mới đảm bảo được khoảng tầm 50% công suất của nhà máy thôi. Còn 50% công suất vẫn đang phải giảm tải vì mùa Covid. Thì rất mong cái buổi giao thương này để mọi người biết nhau, hiểu nhau về các mặt hàng cơ khí. Về mặt hàng cơ khí thì TDJ sẽ giới thiệu cụ thể sau. Về các sản phẩm đai ốc, các sản phẩm về hút inox và những hàng dịch vụ phòng cháy chữa cháy là TDJ đã làm được khoảng tầm 4 năm rồi. Các hàng về ô tô, phụ tùng ô tô duy trì được 3 năm. Và những cái sản phẩm của ghim, của hai bảng. Rất mong muốn rằng là cái thị trường của người Nhật Bản sẽ đem lại cho mình một cái cơ hội. Thì qua buổi hôm nay thì đây là mình đại diện công ty cũng tự giới thiệu công ty qua clip cũng như là qua những hình ảnh. Thì mong tất các bạn chia sẻ những cái cơ hội hoặc những cái đơn vị nào mà tìm kiếm đến những đối tác tại Việt Nam. Thì TDJ cũng làm về xuất nhập khẩu, có thể xuất nước ngoài, và thủ tục cũng là các bạn có kinh nghiệm. Thì rất mong sự hỗ trợ của các bạn NC Network cũng như các đối tác mà biết nó không phù hợp với mình, giới thiệu cho TDJ nó là cơ hội sự hợp tác. Thì TDJ nếu biết đối tác không phù hợp với sản xuất của mình hay là phù hợp với các bạn, giới thiệu một cách rất là rõ ràng, hỗ trợ nhau để cùng nhau nó có cơ hội để tồn tại, cùng nhau phát triển.